À, cây giáo Cần Thơ đó. À, bông đẹp, rất là thơm á. Hoa nó từ khoảng 12 cánh á, 12 cánh tới 24 cánh luôn. Hôm qua con cái bông á. À, đây là hoa nở ngày thứ hai của nó nè. À, hoa vẫn còn giữ nguyên nét á, không có bị cụp vô trong. Nó vẫn còn búp búp á, nhưng nó vừa mới nở rất là đẹp á, không có bị sụ lắm, không có bị ngửa ra phía sau nữa ha. Cánh nó tròn. À, mưa hôm qua, ngày qua đám mưa rất là lớn á. Mai giảo Cần Thơ. Có duyên á. Giống này mạnh á, nói chung cây này thì mấy rồi đó, khoảng chừng năm mà. Chừng năm mà nên thấy cốt ghép á. Cốt ghép to. Nhưng mà do cái cây pho của ta mạnh á, mạnh thì ghép luôn lên mới mạnh. À, bữa cắt bo nên nó phúng mà mắt ngủ rất là khích á. Nè, cái này mới cắt ghép á, cây tứ quý nè. Ghép giống giảo Cần Thơ vô đây á. Cái phôi này trồng á, đâu đó khoảng 2-3 tuần, 2 tuần à, cho nó kéo nhựa ha. Rồi ghép luôn, đóng đầu vô á. Nghĩa là cây tứ quý á, quý dáng bay nè, che mưa che nắng á. Ghép ngày 8 tháng 11, bữa nay 13, ghép được 5 ngày trước. Còn đây cây ghép gốc mài vàng ghép trước nè. Ghép ngày 6 tháng 9 nè. 6 tháng 9, 6 tháng 10, 6 tháng 11. Tính từ ngày ghép á, thì ghép đâu đó khoảng 20 ngày thì mới tháo bịch á. Tháo bịch khoảng tháng mấy nè, anh em thấy không? Nó ra là nó đơm nụ quá. Cái lá nó nhọn nhọn giống như kiểu lá của Phú Tân. Lá nhọn nhọn á. Đây là cây phôi ghép rồi á. Ghép rồi cắt ghép lại. Cây này lúc trước ghép giảo á. Nằm chậu nè. Phần nó bị bã rồi. Ghép rồi là cắt ghép lại á. Thuận lên mạnh á. Đặc điểm nó ra nè. Nó ra là nó cái mắt ngủ rất là khích á. Nó phần dẻo dữ lắm. Vì anh em mà làm bonsai nào đó, đó thì thích hợp á. Nó phân chèo, nó phân nhánh dữ lắm á. Có nhiều nhánh để chúng ta uống sữa đó. Ra nó đơm nụ nè, quá sức luôn không. Tiếp cây mai vàng á đó. Lúc mình mua cây này về á, ghép ra luôn. Mua cái cây bên Cần Thơ về. Nói chung do chúng ta phôi á, phôi chúng ta nuôi mạnh thì sẽ ghép lên mạnh á.
ra đâm nụ, ra đâm nụ á. Lá thon thon, nhọn nhọn, gần giống như Phú Tân á. Bông thì nhiều cánh, tròn khít á. Đây cây Phú Tân nè. Phú Tân ghép ngày 1 tháng 7 á. Bữa nay là 4 tháng sau khi ghép á. Đâm nụ rất là nhiều á. Gốc phôi mạnh, ghép lên lẻ. Rồi, này giới thiệu anh em à, giống dảo Cần Thơ đó. Đây, ghép cho mày vàng mạnh á. Nụ nhiều đó, mình về mình ghép cho mấy cái phôi tứ quý luôn á. Cái phôi chúng ta trồng á cho nó mạnh đi rồi ghép sau á. À, những cái phôi mình chuẩn bị ghép hết nè. À, chuẩn bị ghép vô siêu bông hết á. Siêu bông Cần Thơ này, dảo Cần Thơ á. Phôi này trồng nè. À, lúc trước trồng mà không có phá bầu á, phá lại hết. Chắc trồng là sơ dừa với trấu á, 50-50. Phá lại hết á, tứ quý chúng ta trồng ta phá bầu á. Không phá bầu rồi sau này nói chung phát sinh đủ vấn đề hết trơn. Bị hư rất là nhiều rồi á. Hồi tứ quý nè, cũng lớn nữa nè. Gốc rất là to, ghép nó luôn á. Chúng ta cùng xem lại, hiện tại là khoảng 10 giờ sáng á. 10 giờ sáng bắt đầu có nắng lên nè. Cái hoa vẫn giữ nét nè. Dảo Cần Thơ. Nở bông chùm á, ta bấm chặn sẽ nở bông chùm chùm thế này nè. Nhiều cánh nữa. Rồi, anh em tham khảo á, nói chung là để mình làm đi, nói chung là nó đạt rồi chúng ta tiến hành nhân giống chơi á. Cái này thì hiện tại mình có ghép ra một số hàng cây giống nhỏ á. Đó, mới à. Đó, có thể sau Tết mà sẽ bán ra cái nụ nó ra nè. Đặc điểm cái nụ ra thì nó tròn á. Tròn nó nhiều cánh. À, nụ hoa nó tròn á. Sao anh em hỏi nắng này nó có thơm hay không á? Ừ, thì rất là thơm á. Đó, con ong nó bò ve nãy giờ đó.